Yes. Yes. Start the game already. Almas. Oklahoma, Alama, Donna E, Alama, Donna Yuri, Alama, Yuri, Alama, Yuri, Alama, Yuri, Alama, Thomas, Rogan, Alama, Alama, Zoconta, Donna Rogan, Alama, Oklahoma, Alama, Alama, Thomas, Yuri, Alama, Oklahoma, Alama, Glory, Alama, Hello, mọi người trở lại với trận đấu anh em ơi, trận đi đầu thứ thứ 9 anh em ạ. Hello. Hello. Mọi người trở lại với trận đấu anh em ơi, trận đi đầu thứ 9 anh em nhá. Và tỷ số này đã ra 2-6. Đó, trong những bước đầu tiên có vẻ như là một kèo đấu về rượt đuổi tỷ số, nhưng mà kèo này có vẻ như đang hơi bị giãn một tí. Chúng ta đang bị khoảng cách là 4 trận và chúng ta sẽ cần phải thắng 4 trận nữa để có thể có một cái tỷ số hòa. Báo tranh chân bàn nha chào các anh em. Và sẽ là một cái phong cách, một cái bài đấu quen thuộc đến từ game thủ Xuân Thứ thôi cánh bên này. Và em đang một bài đấu đang mang dẫn lên và đây là một trận đấu ta sẽ kích được trong 10. Lượng thực đang dồn lên cũng khá là chậm.
Cuối 10 đầu 8 à, không, là 5x. Trong đầu 5x, 7 là trong tầm 10 5x nữa. Đây mà mày đến từ game thủ người cầm Asirian cho thành game thủ Kangwit. Cũng đang một tình huống cộng dân vừa kích đời ở phút thứ 11 11, 17, 16 như này. Và quay trẻ mày đến từ game thủ dân thư. Vậy là màu 3 trên đường góc 12 giờ. Chim sẻ thì nắng là người cùng cánh với game thủ Kangwit. Không có ai à? Papadakis. Đây là nhà mùa 4 ngay trên mình thôi. Nhà khá gần nhau đến từ hai game thủ của cầm chém. Bà cháy thông vũ nhờ cháy cả anh em. Và anh em làm một tuần bình luận anh em ơi. Anh em làm một tuần bình luận để cổ vũ cho game thủ anh em ơi. À, xin chào tất cả anh em đang có mặt trên cái sóng thủ Xuân Thư. Bãi vàng đã bò bề đến từ game thủ người cầm màu 4 rồi. Và hiện tại thì vẫn chưa thấy cái bóng giò game thủ Mạnh Hào đang ở đây. Một bài khả năng game thủ Mạnh Hào là người đi dâng chéo sang cho sẻ thì phải trong map đấu này. Đây là mày đến từ game thủ người cầm màu 2 Asian 28 trên đó 10. Cũng chưa gặp vấn đề gì ở đây. À không. Ô. Cho là một con chém lại tọa ngay vào trong nhà mình nhỉ. Uống giật mình bất thình lình ta đang đang có một con chém từ trong mép sang. À đây đây. Như vậy là có một cái là BL. Càng quá nhờ. Rồi một tình huống một tình huống dâng dần vào trong nhà và đóng cái BL bên trong nhà thủ Kangwit. Đang thấy khung nhà và giật mình cái đó. Bò đã kín và thật giật mình luôn.